Nếu Tết này bạn đã hết tuổi để nhận lì xì, trùng hợp thay tại Laptop AZ đang có chương trình khuyến mãi vòng quay may mắn cho khách hàng mua bất kỳ laptop nào tại cửa hàng. Thời gian sẽ diễn ra từ ngày 5 tháng 2 đến hết ngày 28 tháng 2. Giải đặc biệt là một chiếc Acer Nitro 5 và một số phần quà hấp dẫn khác đang chờ bạn đấy. Về thể lệ tham gia và link chi tiết chương trình thì mình sẽ để ngay dưới phần mô tả. Và bây giờ thì chúng ta cùng quay lại video thôi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Laptop AZ và mình là Minh Cận đây. Đầu xuân năm mới thì mình chúc các bạn có một năm mới thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình cũng như là người thân. Và hy vọng các bạn sẽ đạt được tất cả những cái dự định mà mình đã đề ra nhé. Và không biết là năm mới này thì chúng ta đã có được nhiều cái tiền lì xì chưa nhỉ? Và nếu như có nhiều tiền lì xì vào tầm khoảng độ 40 triệu thì hãy cùng mình xem video ngày hôm nay để xem là với mức giá như thế thì liệu rằng chiếc Hyperman 16 này có xứng đáng để chúng ta bỏ tiền ra sở hữu không nhé. Và bây giờ thì video đánh giá về chiếc Hyperman 16 sẽ được bắt đầu ngay sau phần intro. Chiếc Hyperman 16 này khi mà nhìn bên ngoài, nhìn mặt sau thôi ở ngay trên video này thì các bạn cũng có thể đồng ý với mình một điều rằng là nó không khác nhiều so với chiếc Hyperman 15. Thế nên khoan hãy đi vào phần thiết kế, chúng ta hãy nói về phần cấu hình cũng như là hiệu năng trước, bởi vì đây là phần tạo nên sự khác biệt giữa chiếc Hyperman 16 này và chiếc Hyperman 15 mà anh Minh đã có video review đến cho các bạn rồi. Về phần cấu hình thì chiếc Hyperman 16 của chúng ta sẽ có rất là nhiều phiên bản cấu hình. Phổ biến nhất thì mình thấy đó sẽ là phiên bản i7-11800H và Ryzen 7-5800H đi kèm với lệ cạc RTX 3060 cũng như là 3070. Và có một số phiên bản nữa mình thấy ở trên một số các nước thì sẽ có cả phiên bản chiếc Hyperman 16 này có cả i5 và Ryzen 5 và đi kèm với cạc RTX 1650. Mình nghĩ đây sẽ là một cái phiên bản có cái mức giá rất là tốt dành cho ai đang muốn trải nghiệm cái sự cận cao cấp ở trên chiếc Hyperman này nhưng lại chỉ muốn bỏ ra một cái số tiền vừa phải và không cần nhiều đến cái sức mạnh về phần cứng. Với cấu hình mình đang có ở đây thì nó sẽ là Intel Core i7-11800H, RTX 3060, 16GB RAM chạy đua channel và màn hình sẽ là Full HD 144Hz. Cái điểm khác biệt ở trong cấu hình của con Hyperman 16 này so với con Hyperman 15 mà anh Minh đã có video gửi đến cho các bạn ấy thì đầu tiên đó là nó sẽ sử dụng con chip Intel Core i7H45 đến từ nhà Intel. Và điểm khác biệt thứ hai nữa đó là chiếc card đồ họa RTX 3060 ở trên chiếc laptop này nó sẽ ăn nhiều hơn so với chiếc Hyperman kia, đó là 15W điện. Cụ thể thì chiếc RTX 3060 ở trên Hyperman 16 này nó đang chạy với cái mức TDP là 115W. Và đặc biệt hơn nữa này, chiếc Hyperman 16 này sẽ có max switch giúp cho các bạn có thể tăng được cái mức hiệu năng của chiếc laptop chúng ta lên cao hơn nữa. Và hãy cùng xem là với việc là trang bị max switch như thế này thì hiệu năng của chiếc laptop này nó sẽ cho ra như thế nào. Với việc là có max switch nên là anh em chơi LOL cứ yên tâm, combat pha nào pha nấy đều từ 300 cho đến là 400 FPS hết. Tuy nhiên thì với việc là FPS nó đưa ra cao như thế này mà màn hình của chúng ta lại không có công nghệ G-Sync cũng như là V-Sync nên sẽ dẫn đến cái tình trạng đó là nó sẽ bị xé hình. Khi chơi những tựa game như LOL như thế này thì mình lưu ý là anh em nên bật tính năng gọi là đồng bộ khung hình lên ở trong game hoặc là ở trong NVIDIA Control Panel lên để chúng ta có được một cái mức FPS nó ổn định nhất, tránh hiện tượng xé hình khi chúng ta chơi thì nó sẽ rất là khó chịu. Sang đến một tựa game bắn súng rất là hot đó là Valorant thì khi mà mình đã bật max setting này, thử răng cưa để ở 16x thì lúc nào FPS nó cũng sẽ đạt được ở mức là trên 150 FPS, rất ổn định và thậm chí là đôi khi nó sẽ còn vượt lên được mức là gần 200 FPS cơ. Mình nghĩ là với cái mức FPS như thế này thì nó đã đủ để cho chúng ta có thể thoải mái GoPro ở trong một tựa game bắn súng góc nhìn thứ nhất như thế này rồi, cực kỳ ổn định cũng như là cực kỳ mượt mà. Và nhiệt độ khi chơi game thì mình có để ý là chiếc laptop này cũng cho mình cái mức nhiệt độ rất là mát mẻ, kể cả khi để quạt ở cái chế độ là auto, không phải để quạt mắc đâu nhá. Nó vẫn chỉ loanh quanh rơi vào tầm từ 60 đến 70 độ cho cả hai thành phần đó là CPU cũng như là GPU. Thì có thể thấy như là tản nhiệt của Hyperman lúc nào cảm giác như là họ cũng làm rất là tốt. Từ phiên bản 2020 cho đến cái phiên bản hiện tại là phiên bản của năm 2021 thì lúc nào nhiệt độ của những chiếc Hyperman này mình cũng đánh giá nó ở mức rất là tốt. Và với việc là mức nhiệt độ tốt như này thì chúng ta có thể thoải mái gọi là bung được hết hiệu năng của những thành phần linh kiện ở trong máy ra. Tuy nhiên ấy, không đưa tiền lì xì cho mẹ, tiết kiệm được khoảng độ 40 triệu tiền lì xì. Mua một chiếc laptop gaming nó mạnh như thế này mà lại chỉ chơi mấy game MOBA, mấy game eSports này thì đúng là có hơi phí phạm. Chúng ta sẽ phải chơi những game offline, nó nặng đô cấu hình hơn, đúng nào? Và mình đã có thử chơi qua một số những tựa game như là Final Fantasy 15 này, God of War này, PES và Shadow of the Tomb Raider. Về quá trình trải nghiệm khi chơi những tựa game này, FPS của nó ra sao, nhiệt độ của nó như thế nào, nó nóng hay nó mát thì mình sẽ gửi đến các bạn ở trong video game test để các bạn có thể theo dõi được chi tiết hơn. Còn hôm nay thì mình sẽ chỉ tổng hợp lại đây thôi. Khi mình chơi tựa game God of War thì tựa game này mình cũng để là Ultra Setting luôn. Và đây là một tựa game tối ưu rất là tốt, thế nên là cái mức FPS của chiếc laptop này đưa ra cho mình nó vẫn đạt được gọi là trên 60 FPS. Chơi vẫn rất là thoải mái, rất là mượt, hình ảnh rất là đẹp. Thậm chí nhá là đã tràn cả VRAM rồi nhưng mà vẫn không có hiện tượng drop và giật lag khung hình. Tuy nhiên thì bắt đầu mình thấy có điều gì đấy hơi lạ. CPU của chiếc laptop này nãy giờ nó chỉ ăn từ 30 cho đến là 35W điện thôi. Lúc này thì
Chiếc laptop này lại đặt ra cho mình một câu hỏi nghi vấn liên quan đến việc là liệu rằng nó mát như thế thì có phải là HP Man họ đang bóp hiệu năng của con CPU này hay không? Để kiểm tra một cách thỏa đáng nhất thì mình đã có chơi thêm một tựa game đó là PES, cũng như là sau đó thì mình có chạy qua thử đó là bài test Cinebench R23. Sang tựa game PES thì mình thấy là cái câu hỏi ở trên ấy nó lại càng xoay vòng trong đầu mình nhiều hơn. Khi mình thấy lúc này khi chơi PES thì xung nhịp của chiếc con CPU này nó chỉ rơi vào tầm 3.0GHz mà thôi. Tuy nhiên thì kể cả có như vậy thì lúc nào nhiệt độ chiếc laptop này cũng mát và FPS đưa ra ở tựa game PES này nó cũng rất là cao, trên 200fps, thế nên là mình không có phản nàn gì trong cái trải nghiệm chơi game của mình hết. Và để xác thực lại cái nghi vấn của mình đã đặt ra ở trên, đó là liệu rằng con i7-11800H này nó có bị giới hạn điện năng tiêu thụ ở trên chiếc HP Omen 16 này không, thì mình đã có chạy qua bài Cinebench R23 với cái bài test đó là đa nhân. Khi mình chạy bài test thì ngay đầu tiên con i7 này nó sẽ boost lên đó là 100W, và ngay sau đó thì nó sẽ bị kéo về cái mức là 35W. Đúng là con i7 ở trên chiếc HP Omen này nó bị giới hạn điện năng ở mức là tiêu thụ là 35W điện thật. Điều đó thì giúp cho chiếc laptop của chúng ta nó mát hơn khá là nhiều. Nhưng tuy vậy thì mình thấy là với cái khoản tản nhiệt của con HP Omen này thì mình nghĩ là HP họ hoàn toàn có thể tự tin bơm thêm từ 15 cho đến thậm chí là 25W điện dành cho con CPU này, mà mình nghĩ là nó vẫn sẽ không rơi vào cái tình trạng quá nhiệt đâu. Nên là hy vọng là sang đến năm 2022 thì HP Omen họ sẽ có những cái cải tiến hơn dành cho chiếc laptop của mình. Đúng là khác biệt, mỗi phần cấu hình và nâng cấp có khác, nói hơi dài thật. Dù sao thì bây giờ cũng đã xong phần nâng cấp rồi. Thì theo như mình thấy là hiệu năng của chiếc HP Omen này nó vẫn đưa ra cho mình một cái hiệu năng nó rất là tốt với cái mức nhiệt độ nó cực kỳ mát. Tuy vậy thì chỉ hơi đáng tiếc là con CPU nó lại bị giới hạn điện năng ở mức 35W mà thôi. Nhìn chung thì về quá trình trải nghiệm thực tế trong lúc chơi game ấy, nó không có gì đáng để cho mình phàn nàn cả. FPS vẫn rất là cao, nhiệt độ vẫn rất là mát và khung hình cho ra thì vẫn rất là mượt. Thế nên là cứ chơi thoải mái thôi, không cần quan tâm đến cái việc là con CPU nó bị giới hạn hiệu năng gì hết đâu. Và bây giờ thì hãy cùng mình kiểm tra xem là chiếc HP Omen này thì sẽ cho chúng ta nâng cấp như thế nào nhé. Về khả năng nâng cấp thì chúng ta có thể thấy ở đây là chiếc HP Omen này chúng ta có 2 khe RAM, có thể nâng cấp tối đa lên đến là 64GB bớt 3200. Và ở hai phía bên trái phải gần nguyên pin này thì chúng ta sẽ có thể là 2 khe SSD có thể nâng cấp được, với cái mức dung lượng tối đa là tùy thuộc vào túi tiền của bạn. Còn ở đây là sẽ có một viên pin này thì sẽ có dung lượng là 70.7Wh. Tuy nhiên nếu như mà so với viên pin 71Wh lần trước của chiếc HP Omen 15 thì mình thấy là viên pin này nó cho ra cái thời lượng pin sử dụng là ít hơn, rơi vào từ 3 cho đến là 3,5 tiếng. Nhưng kể đến việc là con i7 này nó đang ăn nhiều điện hơn thì với một cấu hình cao như thế này, theo mình thấy đây là một cái mức thời lượng pin có thể là chấp nhận được. Và đó là toàn bộ những gì liên quan đến nâng cấp cũng như là về phần pin của chiếc HP Omen 16. Rồi, như các bạn có thể thấy là về phần nâng cấp thì nó cũng khá là tiêu chuẩn thôi, giống như là chiếc HP Omen của 15 của năm ngoái và năm nay, năm 2021 thì nó cũng vậy, nó không khác biệt gì nhiều. Thế sang đến phần màn hình thì sao? Với mức giá 40 triệu, chúng ta sẽ mua được một chiếc laptop gaming với lại cái màn hình có một cái phủ màu rất là tốt, 97% sRGB, 76% Adobe RGB, 76% DCI-P3 và 71% NTSC, độ sáng lên đến 338 nit và độ tương phản cao ở mức là 1310/1, delta E ở cái mức rất là tốt nhá, 0.85. Đấy, mình chưa cân chỉnh gì hết, nó đã ở cái mức 0.85 rồi. Thì mình thấy là đối với cái phổ màu cũng như là độ chính xác màu như này, nó cực kỳ phù hợp dành cho anh em nào mong muốn về làm đồ họa liên quan đến hình ảnh cũng như là màu sắc. Tuy vậy thì có một cái điều mình lại tiếp tục phải đặt thêm một câu hỏi dành cho HP, kiểu ông bạn làm gì vậy, kiểu HP, what are you doing? Mình không hiểu được luôn. 40 triệu chúng ta có một cái màn hình độ phân giải là Full HD 144Hz. Trong khi đấy, những cái đối thủ trong cùng phân khúc của HP ở này chúng ta có thể kể đến là Legend 5 Pro này, hay là chiếc GP66, nó đều có màn hình là QHD và 165Hz. Vậy thì không hiểu là khó hiểu quá. Nhưng mà thôi, dù sao thì với cái phổ màu cao như thế này cũng đã gỡ gạc lại cho chiếc laptop này được một chút điểm rồi. Và lại tiếp tục, mình hy vọng là sang năm HP họ sẽ có cải tiến hơn ở phần này, không thể để thua thiệt quá nhiều như thế này được. Và cuối cùng thì chúng ta hãy cùng điểm qua một chút thiết kế của chiếc HP Omen 16 này nhé. Về phần thiết kế thì thực sự là nó không khác biệt nhiều so với chiếc HP Omen 15. Cái điểm khác biệt nho nhỏ đầu tiên mình thấy được đó là cái phần mặt lưng này, nó có gì đấy nó mịn hơn và các cạnh này thì nó được bo tròn hơn một chút, nó không cấn tay nhiều như chiếc HP Omen 15 nữa. Và thứ hai đó là ở phần trong màn hình này thì cái phần bản lề ở đây bây giờ nó đã được cái viền màn hình nó phủ kín, nó không còn cái phần hở ra giống như chiếc HP Omen 15 nữa. Điều này thì tuy là khác biệt nhỏ nhưng nó lại giúp cho cái phần màn hình của chúng ta nó dày hơn một chút. Tuy vậy thì nó cũng đẹp hơn bởi vì là trông nó liền mạch hơn khá là nhiều. Còn những cái thiết kế còn lại thì mình thấy là nó cũng không khác so với lại chiếc HP Omen 15 quá là nhiều. Ở phần bàn phím này chúng ta vẫn sẽ có một cái bàn phím có đèn LED RGB có thể tinh chỉnh qua được phần mềm HP Omen Gaming Hub hoặc là HP Omen Lighting.
Về cảm giác gõ thì chiếc bàn phím này cho mình một cảm giác gõ tốt, hành chính phím sâu, độ nảy tốt. Tuy nhiên thì cái cảm giác phản hồi nó chưa được thực sự là phê pha giống như là chiếc Lenovo Legion 5 hay là Legion 5 Pro. Thế nên là mình nghĩ là HappyMan họ cũng phải tiếp tục cần cải thiện chiếc bàn phím này để có thể cạnh tranh với cái đối thủ đó là Legion 5 Pro ở trong tầm giá. Tuy vậy thì mình đánh giá đây vẫn là một chiếc bàn phím cho mình một cảm giác gõ rất là tốt rồi. Về phần touchpad thì chúng ta có một cái touchpad rất là to và cảm giác gõ, tuy rằng đây không phải là một cái touchpad phủ kính mà chỉ là phủ nhám bình thường thôi, nhưng mà cảm giác di chuyển hay là cảm giác sử dụng những cái tracking ở trên chiếc touchpad này thì nó vẫn rất là mượt và rất là chính xác. Ngoài ra thì phần chiếu nghỉ tay ở đây vẫn sẽ được làm bằng kim loại, tuy nhiên thì cái phần kim loại này nó rất là bám mồ hôi cũng như là rìu vân tay, nên là những bạn nào mà hay ra mồ hôi tay như mình ấy thì cũng nên lưu ý một chút ở phần này nhá, đôi khi nó sẽ gây hơi khó chịu cho các bạn trong quá trình sử dụng một chút. Cân nặng của chiếc máy này thì sẽ rơi vào khoảng độ 2,3kg và sẽ là 2,9kg nếu như các bạn mang thêm cả sạc. Với cân nặng này thì mình nghĩ là nó cũng không tiện lắm nhiều cho việc di động đâu. Về cổng kết nối của chiếc HP Omen 16 thì bên cạnh phải bạn sẽ có hai cổng USB-A ở đây, và đó là cổng kết nối bên cạnh phải thôi. Bên cạnh trái chúng ta sẽ có đa phần những cổng kết nối chính ở đây. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cổng nguồn, một cổng mạng RJ45, một cổng USB-A, một cổng mini DisplayPort, một cổng HDMI, một cổng Type-C Thunderbolt 4, một jack combo tại Gen 3.5 và một khe thẻ SD. Và đó là số lượng cổng kết nối khá là đầy đủ của chiếc HP Omen 16. Rồi và như vậy thì video đánh giá chiếc HP Omen 16 đến đây có lẽ là kết thúc rồi. Và quay trở lại với câu hỏi đầu video là 40 triệu thì chiếc laptop này có xứng đáng hay không? Chúng ta có gì? Thiết kế đẹp này, hiệu năng tốt này, nhiệt độ cũng rất là mát mẻ này. Thì với 3 yếu tố này thôi, 3 yếu tố rất là đáng mơ ước này, thì mình tin chắc chắn là 40 triệu này các bạn rất đáng bỏ ra để mua cho mình một chiếc Legion 5 Pro. Còn thực sự là trong tổng giá 40 triệu thì mình đang chưa hài lòng lắm với tất cả những gì mà chiếc HP Omen này mang lại. Mặc dù nó vẫn đang là một chiếc laptop rất là tốt ở trong phân khúc, mình không phủ nhận điều đó. Nhưng HP họ có lẽ là cần phải cải thiện nhiều hơn ở trong năm 2022 để có thể cạnh tranh được với những cái đối thủ ở trong cùng tầm giá như là Lenovo Legion 5 Pro hay là chiếc FSI GP66. Và video review về chiếc HP Omen 16 đến đây là kết thúc. Nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một share. Subscribe cho channel của Laptop AZ để có thể đón xem thêm nhiều những video review hay và công tâm nữa nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Chúc các bạn ăn Tết vui vẻ. Còn anh em Bách Khoa đi ôn thi này, sắp thi rồi. Mệt quá, đi ôn thi.